Sao? Phở ở đây ăn ngon không con? Trời ơi, cái hả? Thịt bò rép ai à, nó mềm, thiệt là mềm. Cái vị cay nó làm nó kích thích cái vị giác của mình, nó làm mình ăn ngon hơn và ăn thêm nữa. À mà Phong ơi, chú có một đứa cháu gái nó đang du học ở đây nè. Trời ơi, nó thần tượng con quá sức luôn. Cho cháu gái của chú chụp hình với con được không? Thiệt hả? Ủa, cháu gái chú đâu? Khánh Chi. Á đù. Tao quên nói với mày, nó mới chuyển giới. Tiệm phở HP nằm ngay trên đường Beach và Ellis Avenue, Huntington Beach. Phục vụ rất tốt, đồ ăn rất ngon. Đặc biệt món bò lắc khoai tây mì bơ tỏi. Và phở cây nhất Cali 3 level. Có ngon thì dám đến đây ăn.